cháu chụp ảnh tí nhé. Ok. Đẹp quá. Đấy, buổi trưa mà còn được cây mang về thì vui quá. Tùng là hán này cho cái chậu đẹp này đấy. Hơi đổ xuống một chút này. Trở về tận đâu đây à bác ơi? Ô trà dừa này làm cái để thềm đẹp nhỉ, để lên cái đôn đẹp, đẹp quá. Chúc mừng bác nhá. Sang bên này cái bộ hưởng này, bộ hướng này chưa về, cái xe có đi đâu rồi không biết. Cái đấy cái to. À cây này để lại cho bố ấy à? Đây đấy, cây lộc vừng này để lại cho bố nhận, để lại cho bố hưởng rồi, bố hưởng một hướng rồi. Con gì đây mà tốt này, ghê quá, chả nhìn cái gì. Đúng rồi, không ra Mỹ Đình hả chú? Ở Mỹ Đình đang bày nhiều lắm rồi. Giờ mới được tan làm. Đừng quay vào mặt nhé. Vâng. Mặt cho sáng sủa. Rồi. Biết cây biết người. Găng ghét. Đấy. Quay cây này là bán này. À, cây đấy bán là bao tiền ạ? Cây này Trường Vi 3,5 triệu. 3,5 triệu. Còn cây găng nhỉ? Cái găng này bao tiền? Thôi đi. Găng này 2 triệu. Găng tím. Lúa liếc ác nhỉ. Đưa lên mạng của mày. Chị găng. Cần thăng. Cần thăng ra. Rúc vào trong này. Đấy. Mòn hết cả cây nhỉ, mòn hết cả cây. Đấy, quay là phải đủ mặt nhìn nó mới rõ. Đường Vi. Em một số điện thoại rồi. Dạ, có rồi, có rồi. Cho cây này lên ghế quay. Đúng rồi, cây này cho lên ghế. Quay từ đâu mà được. Này đem ra Mỹ Đình thì hay đấy. Mỹ Đình ít cây bé lắm. Đấy, có hỗ trợ. Bán ra một vài ông nữa à. Quán cây to mà ai mà mua được. Hai triệu rưỡi thì đang tính. Găng tu hú. Chung là nhìn thì lợi cái lúa hay. Sơn lúa nữa. Thì
trường. Đấy, đã chuẩn sẵn sàng về thế sao đây? Hả? À. Hơi nhỏ. Hơi ấy quá. Không hợp gu. Chính là Ngọc Anh là khác Ngọc Bút chứ nhỉ? Đấy, nó đang Ngọc Anh. Và tên Ngọc Anh là đẹp. Ờ đúng rồi. Đang có hoa này. Con Tùng này bao tiền? Con Tùng này bao tiền? Già đấy, được cái già. Đừng chết đâu đấy. Từ sang chỗ người đẹp đó chứ này. Đấy, một loạt cờ tung. À vâng, có thể nếp ép con cái. Ui, ra muộn quá đã về hết rồi. Có một người mua trở về thì ở đây chơi. Trở ra Mỹ Đình bán. Ở đây đông chưa? Đông lắm. À đây là của ông Lập. Vâng, vâng. Nhạn thì về mất rồi. Ui, khế. Khế nhiều quả quá. Người đẹp đi về mất rồi. Vừa thấy đây đi về mất rồi. Trở đi rồi lại trở về. Không. Đấy, đây là của ông Lập à. Vẫn còn cái hồ cá này. Hồ ấy không biết có còn cá không, bắt hết cá rồi chứ phải, từ cái hồi hỗ trợ. Muộn thế? Dạ, ra thì để dọn hết mất rồi. Ông Ngọc Mai này. Đây, một rừng mai cho thủy. Tổ quá, tí nó đâm cho. Tùng khá hay. Trực. Trực phụ tử khá hay. Đây ông này thì vừa mới lên chậu nhưng mà mẹ đổ dạp một kinh ấy. Tí nó vào ra để hỏi giá. Lòng hoàng lắm. Đầu dây lòng hoàng ghê. Nó cũng là một cốt khá hay. Một cốt khá hay. Form tùng đó. Form tùng một chỗ mà ra. Chắc lấy có một mẻ của một chỗ đấy. Hơn 12 giờ trưa rồi, nghỉ trưa rồi quá. Chả biết giá cả nào đâu. Cứ quay lại thôi, lúc nào mà thích thì ra chơi được. Cái này cũng hay này. Cái này khá hay, nhưng mới làm nhưng mà khá hay. Đó, khá hay. Chắc nó cỡ tầm bà thì bắt cứ tầm 5 củ.
đây nữa. Đây là một loạt linh sam chiếc rồi. Mai chú khỉ nhiều chợ chưa rồi các bạn. Ôi có lẽ là phải quay tí rồi rút về ăn cơm thôi. Xem cây gì mới mới không? Kim quýt kìa. Đấy, kim quýt. Hai cái kim quýt, một trên một dưới. Nhà ông Lập này. Nhiều quá. Vạn sới. Không không hay lắm. Kiếm cây đẹp, kiếm cây đẹp rồi khó phết đấy các bạn. Thôi thì hẹn gặp lại các bác ở sân vận động Mỹ Đình nhá. Rất nhiều cây đẹp đang chờ đấy.